Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với phương châm vững mạnh, rộng khắp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến năm 2021, 100% chi bộ quân sự có cấp ủy, 100% chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn là đảng viên và tham gia cấp ủy địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh đạt 1,4% so với dân số. Trong đó đảng viên đạt hơn 28%, đoàn viên đạt hơn 59%, nữ dân quân tự vệ chiếm hơn 8%. Thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề ra nhiều chủ trương giải pháp để phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng thực hiện nghiêm nền nếp chế độ đăng ký quản lý lực lượng dân quân tự vệ, chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ.